Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình giao lưu với các bạn một lô hoa giấy. Cây mã số 1 là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch hai màu, màu hồng và màu trắng. Cây này đặc biệt nó có cái rễ rất đẹp nha. Hoành nó là 11, chiều cao nó là 50. Cây mã số 1 giao lưu các bạn là 350k. Lô này mình không có bao ship nữa mà. Một gốc giấy Mỹ được ghép cẩm thạch hai màu, màu hồng và màu trắng. Tiếp theo là mã số 2, cũng là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch ba màu, màu hồng, màu trắng và màu tím. Cái gốc này thì nó có cái rễ giống như hình thú. Cái mã số 2 cũng giao lưu các bạn là 350k, mình không bao ship. Tiếp theo là mã số 3, cũng là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch ba màu, màu hồng, màu trắng và màu tím. Gốc mã số 3 này nó bị quá trình bứng, nó bị tróc cái da này á, chứ nó không phải nó bị hư nha, tróc cái da. Cái mã số 3 cũng giao lưu các bạn là 350k. Lô này mình không có bao ship nha các bạn. Một gốc giấy Mỹ được ghép cẩm thạch ba màu, hồng, trắng và tím. Hoành tại vị trí này là 10, chiều cao nó là 45. Tiếp theo là mã số 4, cũng là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch hai màu, màu trắng và màu tím. Này, gốc này nó giống như gốc số 3 ha, cũng cái da nó cũng bị hư chỗ này chút nha, nó bị trầy mà không sao các bạn. Này nó hai thân. Cái mã số 4 giao lưu của bạn cũng 350k, không bao ship nha. Hoành tại vị trí này là 17 nha. Chiều cao nó là 40-45. Cái mã số 4 cũng giao lưu các bạn là 350k. Theo là một gốc giấy thường các bạn, chứ không phải gốc giấy Mỹ, nhưng mà được ghép giấy Thái hai màu, màu đỏ và màu cam, màu vàng, xin lỗi nha, màu đỏ và màu vàng. Còn cái nhánh này là nhánh nguyên thủy của nó là màu hồng. Đây là cái cây này là ba màu, vàng, đỏ và hồng. Và cây này mình giao lưu với bạn là 200k. Này các bạn cộng để làm cổng rào rồi được ha. Thì mã số 5 giao lưu của bạn là 200k, mình không bộ ship các bạn. Tiếp theo là mã số 6, cũng là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch bông màu tím. Rồi, cái này là già bo lắm nha các bạn. Cái bo của nó nè, bo nó nè, rất là già bo. Cái này mình có thể mình tháo băng keo luôn được rồi đó. Nè, nó muốn liền luôn rồi. Và nó có cái bộ rễ rất đẹp. Cái bộ rễ này già dặn dữ lắm nè. Này về các bạn có thể các bạn kéo cái tạ nhánh này xuống ha. Đó, cho nó đổ xuống một chút. Đó. Ok,
cây mã số 6 giao lưu các bạn là 350k. Cái gốc này thì nó nhỏ nha, nhưng mà nó cái bộ đế nó rất là đẹp ha. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp, nó có dáng. Cái hoành của nó là 9. Chiều cao của nó là 62. À, tiếp theo thì trong cái clip này mình cũng giao lưu một số cây kiển khác. Cây kiển thứ nhất là cây sứ. Cây sứ được ghép bông cánh kép. Đây là bông đó nè các bạn. Mình quên cái tên nó mất tiêu rồi. Quên cái tên đó rồi. Nó đang trôi qua rất là nhiều ha. Cây sứ mã số 7 giao lưu bạn là 100k. Này mình không bao ship nha. Cây hoành cũ của nó là 27. Của 27. Chiều cao của nó là 40. Chiều cao nó là 40. Cây sứ giao lưu của bạn là 100k. Mình không có bao ship nha. Tiếp theo là một cây dâu tầm ăn. Là một cây dâu tầm ăn ha. Đang cho trái, đang cho hoa và cho trái này các bạn. Và được uống theo cái dáng như là kiển rồi, uống bonsai rồi. Trái vừa có trái chín mà nó cũng vừa có trái nhỏ nữa, trái non nữa. Cái cây dâu tầm ăn thì các bạn so sánh với cây tre nó ha, cây tre mà mình cầm để mình chịu cái cành nó lại á, thì nó cũng bự hơn cái cành cây tre này tí ha. Mà trái nó chín nó rụng mà giờ cầm ăn nó ngọt á. Nó còn sống thì ăn hơi chua nhưng mà chín rồi ăn rất ngọt và có trái quanh năm luôn các bạn. Cái cây này, trái này thì mình ngâm, có thể ngâm rượu được ha. Ngâm rượu và ngâm đường rồi ha. Để uống rất bổ cho sức khỏe. Cây dâu tầm này mình giao lưu các bạn là 450k. Mình không bao ship nha. Mình cây dâu này thì cũng dễ trồng mà cũng dễ nhân giống lắm các bạn. Thì sau này mình sẽ ra một cái clip mình chia sẻ các bạn về cách dâm cách mà nhân giống của cây dâu tầm này, giờ cách chăm sóc để cho các bạn tiện các bạn chơi ha, một loại cây mà vừa làm cây cảnh mà vừa làm cây ăn trái luôn. Rồi, cây dâu tầm mình giao lưu của bạn là 450k, mình không bao ship ha. Cuối cùng là một cây mã số 9, cũng là cây cuối cùng của cái clip ngày hôm nay, là một cây mai chiếu thủy lá trung. Và đặc biệt cây mai chiếu thủy này thì nó cái bông của nó không giống như các cái loại mai chiếu thủy khác các bạn. Mai chiếu thủy khác á, thì cái bông của nó có 5 cánh nè, còn cái mai chiếu thủy này là cái bông của nó giống như bông cúc vậy. Này, y như bông cúc nha, nó có 3 lớp cánh chứ không phải là mai chiếu thủy. Loại mai chiếu thủy là lá kim giòn hay là kim thanh mai hay là trung nu gì ha. Rồi cái mấy cái loại cái mai chiếu thủy đó thì nó có 5 cánh à. Còn cái này là tới 3 lớp cánh là giống như cái hoa cúc vậy. Đây là cây mai chiếu thủy lá trung. Mình không biết cái tên gì ha. Mình đang sở hữu nó. Nó còn rất là nhiều hoa ha, nó thơm cũng giống như mai chú thủy mà 5 cánh vậy. Cây này mình giao lưu các bạn, nó chậm lớn nha, cái lắm nha các bạn. Cây mai này tới gần 3 năm rồi đó, mà nó được nhiêu nè. Nó chậm lớn, nó cũng xuyên ra bông cũng giống như các loại mai chú thủy khác. Cây mã số 9, mình giao lưu các bạn là 300k, mình không bỏ ship nha các bạn.
Và các bạn nào mà có thể sở hữu nó để về mình có thể mình gian giống ra cũng được ha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn có giao lưu với mình thì các bạn liên hệ mình qua số điện thoại mình để phía dưới video. Mình xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.